Rồi, sự khác nhau giữa định thiền định hơi thở và thiền quán hơi thở trong quán thân, và có tùy căn cơ mỗi người mà có định trước quán sau, định quán song tu hay thuần quán hay không, mong sư giáo giúp con. Cái sự khác nhau á, là như thế này. Đối với người mà thực hành cái thiền chỉ đó, hay còn gọi là thiền định đó, thì họ tập trung vào một điểm của hơi thở. Thở vào, thở ra, vì đó vẫn tập trung vào cái điểm hơi thở, tập trung ngay đó thôi. Vì đó chỉ tập trung thôi. Vì đó có thể niệm nha, có thể niệm, có nghĩa là đọc ở trong đầu, tụng ở trong đầu đó. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Đúng một điểm, cái điểm mà theo dõi hơi thở của vị đó đó không có thay đổi. Hơi thở đi ra khỏi cơ thể của vị đó theo dõi đúng một điểm thôi, không có thay đổi. Thở vào, thở ra, theo dõi đúng một điểm. Về sau đó, ngài Buddha Gô Xá, ngài có đề nghị ở trong cái quyển là Thanh Tịnh Đạo, đó là có một cách, đó là đếm hơi thở, là thở vào, thở ra, đếm 1, thở vào, thở ra, đếm 2, thở vào, thở ra, đếm 3. Nhưng mà cái điểm theo dõi hơi thở đó, nó cố định nha, nó không có chạy. Và chúng ta niệm ở trong đầu, chúng ta tụng ở trong đầu, thở vào, thở ra. Sẵn đây sư trong cái Bát Đí Xâm Phi Đa Mắt Gá thì sư chia sẻ với quý vị một cái đoạn ở trong đây ha. Hơn nữa, đối với vị đang tu tập định của niệm hơi thở vào, hơi thở ra theo 16 nền tảng, có tâm đã được thanh lọc khỏi các pháp ngăn che này do sự tập trung ngắn hạn, có 18 tùy phiền não gì sinh lên ở vị đấy. Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu giữa cuối của hơi thở vào bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở nội phần là sự ngăn trở của định. Có nghĩa là sao? Chúng ta đi theo dõi hơi thở, theo dõi hơi thở từ lúc bắt đầu cho tới đoạn giữa, cho tới đoạn cuối của hơi thở đó, tức là theo dõi, thì nó sẽ đi đến cái chuyện là cái định chúng ta nó bị tản mạn. Tâm của vị đang theo dõi giai đoạn đầu giữa cuối của hơi thở bằng niệm đi đến tình trạng tản mạn ở ngoại phần là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi ở hơi thở vào, hành vi của ưa thích là và tham ái là sự ngăn trở của định. Do sự mong mỏi hơi thở ra, hành vi của ưa thích và tham ái là sự ngăn trở của định. Có nghĩa là mình trông mong hơi thở đó. Đó, trông mong hơi thở. Thở vào rồi mong nó ra. Thở ra rồi mong nó vào. Đối với việc áp đặt hơi thở vào, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở ra là sự ngăn trở của định. Đối với việc áp đặt hơi thở ra, do sự hứng thú trong việc đạt được hơi thở vào là sự ngăn trở của định. Có nghĩa là sao? Chúng ta chạy theo hơi thở. Có nghĩa là chúng ta chạy theo hơi thở đó. Thở vào mình chạy theo nó, thở ra mình chạy theo nó. Rồi chúng ta đoán cái hình dạng của hơi thở nó đi vào trong cơ thể. Đó, ví dụ như thở vào theo dõi nó vào trong đan điền, ví dụ như vậy. Thở ra từ đan điền nó đi ra khỏi cơ thể. Toàn bộ những cách đó nó sẽ làm ngăn trở cho định ha. Thành ra đó, khi mà định của cái người theo dõi hơi thở đó, thì vị đó chỉ theo dõi đúng một điểm hơi thở thôi. Đúng một điểm hơi thở thôi. Ha. Thở vào, thở ra theo dõi đúng một điểm đó. Đó là của thiền chỉ. Còn thiền quán, vị đó thiết lập niệm ở trước mặt. Thở vào, vị ấy biết là thở vào. Thở ra, vì ấy biết là thở ra. Cái biết đó đó, xin nói cái biết đó đó, nó không cần phải tụng ở trong đầu, có nghĩa là không cần phải tụng ở trong đầu. Thở vào, thở ra, không cần phải tụng.
Vì đó chỉ đơn giản là vì đó biết là thở vào, biết là thở ra. Như vậy là đủ rồi. Thành ra trong cái bài mà Kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, sư có nói riêng đối với cái người mà có tu tập thiền chỉ đó, chỉ riêng việc thở vào, thở ra, vì ấy đủ để tu tập đi đến tứ thiền. Không cần phải nhảy qua cái là thở vào dài, vì ấy biết thở vào dài, thở ra dài, vì ấy biết thở ra dài, thở vào ngắn, vì ấy biết thở ra ngắn, thở ra ngắn, vì ấy biết thở ra ngắn. Nó khác nha. Nó khác nha. Một cái là cái sự cố định, vì ấy niệm ở trong đầu, là tụng ở trong đầu đó, thở vào, thở ra, một điểm cố định thôi. Còn thiền quán, vì ấy biết thở vào, biết thở ra, biết thở vào, biết thở ra, biết. Biết cái gì? Biết là thở vào, biết là thở ra, thở ra, biết là thở ra, thở vào, biết là thở vào, thở ra, biết là thở ra. Vì ấy duy trì cái sự biết một cách liên tục. Đó là hai cái khác nhau. Cái vị thực hành thiền quán đó thì nó linh động hơn. Nó là cái sự soi xét. Nó là quán là cái gì? Quán là sự soi xét. Quán là sự soi xét. Và chỉ là cái sự cố định. Chỉ là cố định. Còn quán là soi xét. Giống như chúng ta lấy cái đèn pin, chúng ta rọi vào trang sách, thì cái chuyện mà chúng ta rọi vào trang sách giữ cho cái ánh sáng nó cố định đó, để cho nó không có lung lay, thì nó là chỉ. Còn cái chuyện chúng ta quan sát, suy xét coi cái chữ gì ở trên trang sách, nó là quán. Thành ra hai cái đó nó khác nhau. Rồi có phải tùy căn cơ mỗi người mà có định trước quán sau, có là chỉ trước quán sau, chỉ quán xong tu hay là thuần quán hay không? Thì đúng là như vậy. Đúng là tùy căn cơ của mỗi người. Cái người phước nhiều á thì họ sẽ có cơ hội tu tập thiền chỉ và có được những cái sự chứng đắc khi mà tu tập thiền chỉ. Nhưng mà khi cái người mà thiếu phước á, thì họ không có cơ hội, không có điều kiện tu tập thiền chỉ. Họ chỉ thuần túy là tu tập thiền quán thôi. Và với cái người tu tập thiền có thiền chỉ á, có nghĩa là có sự hỗ trợ của thiền chỉ, thì khi họ tu tập thiền quán đó, cái sự chứng đắc của họ đó, nó sẽ thuận lợi hơn. Thuận lợi hơn cái người mà thuần túy là thiền quán mà không có sự hỗ trợ của thiền chỉ. Nó cũng giống như một cái ngọn đèn mà nó lung lay ha, nó lung lay thì nó rất khó để mà đọc được chữ trên trang sách. Cho nên nó khi mà định chúng ta yếu quá, cái chuyện chúng ta quan sát được danh sách á, nó rất là khó khăn. Nhưng mà đối với vị mà có sự hỗ trợ của thiền chỉ, có người có sự hỗ trợ của định mạnh á, thì giống như một cái ngọn đèn sáng mà đứng yên một chỗ, thì khi đó cái việc quan sát chữ viết trên trang sách nó không khó khăn. Nhưng mà cái sự hỗ trợ của thiền chỉ á, nó chỉ đi đến chỗ đó mà thôi. Có nghĩa là nó giúp cho cái vị thực hành thiền quán quan sát danh sắc dễ dàng hay khó khăn, chứ nó không quyết định cái chuyện là vị ấy mau chứng hay là lâu chứng. Bởi vì cái đó là cái chuyện khác nhau. Xin lấy ví dụ cũng cái chuyện hồi nãy. Hai anh đọc sách. Một anh á, anh đọc trong cái ánh đèn mà leo lét mà nó chập chờn. Còn một anh á, anh đọc trang sách đó nhưng mà trong cái ánh đèn mạnh và cố định. Thì hai anh đó hỏi anh nào mà hiểu cái nội dung trong trang sách nhanh hơn, thì xin thưa là
không chắc chắn. Có nghĩa là không nhất thiết là cái anh mà cái đèn leo lét đó là anh phải hiểu chậm hơn cái anh mà đèn nó mạnh hơn. Tại vì sao? Bởi vì để hiểu được nội dung trong trang sách nó đòi hỏi cái trí tuệ của người đó nữa đó, cái lanh trí, lanh mắt. Có nghĩa là đọc hiểu, đọc được và đọc hiểu nó khác nhau ha. Đọc được và đọc hiểu nó khác nhau. Có những cái chúng ta đọc được mà chúng ta không hiểu. Cho nên để hiểu được cái đó thì chưa chắc hai anh này anh nào hiểu hơn, anh nào hiểu mau hơn, không chắc được ha. Cho nên cái chuyện đọc dễ hay không là nhờ thiền chỉ, còn chứng dễ hay không là do chuyện khác nữa, do cái phiền não của mỗi người. Nhớ